Vâng, chào quý vị các bạn. Ngay trước mắt chúng ta đây là tác phẩm Ngai Vàng Đất Việt của anh Nam Lê, một nghệ nhân rất là nổi tiếng trong làng chơi cây. Anh đã làm tác phẩm này trên 20 năm rồi. Và năm Phương nhớ là năm 2019 là tác phẩm này có về triển lãm festival của tỉnh Thanh Hóa. Và đến nay thì nó quá nhiều thay đổi và quá đẹp. So với những năm 2019 thì đúng là thay đổi rất nhiều. Phương đã từng gặp tác phẩm này và từng đã đưa tác phẩm này lên kênh của Phương. Đây các bạn, đây của kênh anh Nam Lê, nhà vườn Nam Lê. Lần này anh đi chơi anh để lá chứ không chơi dăm, nên là chúng ta được ngắm bộ lá rất là đẹp. Cây xanh Nam Điền ngai vàng dưới ánh đèn ban đêm. Triển lãm Thanh Hóa sẽ diễn ra từ ngày mùng 8 quý vị nhé, tức là chủ nhật tuần này, ở đài truyền hình Thanh Hóa ngay cạnh Big C. Big C là thành phố Thanh Hóa đấy. Cây kinh điển, cây giá trị rất cao. Đây mình quay cao để cho các bạn xem. Ngắm ngai vàng mãi không chán các bạn. Ôi, cái đường rẽ các bạn này, đường rẽ nó chạy bó vào đá. Năm năm mà thay đổi quá nhiều so với 2019 thì đúng tác phẩm này nó sự thay đổi quá nhiều. Thân cũng to ra nhiều mà chân bệ. Và chúng ta sang bên đây một cây xanh Ngũ Đại Tướng Quân. Cái này của anh Tuấn à. Ui, tác phẩm toàn tác phẩm VIP các bạn. VIP quá các bạn. Quay sâu ở bên trong thì các bạn xem cái bộ rễ và thân của nó. Và chúng ta di chuyển sang phía bên kia qua cây Ngai Vàng Đất Việt này xem hai tác phẩm cổ nữa ở ngay đặt ở phía trước này. Thời tiết này đẹp lắm anh ạ.
tác phẩm Hoàng Long Trường Sinh, chủ nhân anh Lê Hồng Tuấn. Tuấn là cây của câu lạc bộ Hoàng Long, đẹp quá, cây giáng làng đẳng cấp, đẹp lắm các bạn. What? Trên một cái chậu đá cổ. Đấy, một cây giáng làng đẹp tuyệt vời, đẳng cấp quá, ngon đẹp. Rồi chúng ta sang tiếp cây, cũng là tác phẩm tên là Ngai Vàng. Đinh Chính Cảnh. Chuẩn chân bệnh. Giá trị rất cao các bạn. Cây, những cây đẳng cấp cái này thì đúng là ngoài tiền ra thì là một phần, nhưng mà để sở hữu được nó đúng là phải những người vừa yêu cây mà vừa có tầm thì mới sở hữu được nó vậy. Và hai tượng voi. Mình đang quay phía bên ngoài nhá, và quay lại phía sau thì lại nhìn thấy một tác phẩm ổi các bạn. Một cái chậu to, chậu rất là to, một cành rơi rất là đẹp, cành rơi rất điệu. Cành rơi này ấy, và cho các bạn xem cái đường chạy của nó này. Wow, phượng hoàng lửa đẳng cấp, cây ổi mà tạo nên được tác phẩm gọi là cũng hiếm có, khó tìm đấy các bạn ạ. Đây, mình trước khi dừng video mình sẽ quay kỹ tác phẩm tùng lá hán này cho các bạn xem. Một cây tùng lá hán vành phải đến 100 bông tàn mịn tít. Công tác an ninh ở đây thì quá tuyệt vời, khắp nơi Phương nhìn thấy hệ thống cam lắp khắp nơi và được bảo vệ bằng các chú công an, rồi các bác bảo vệ rất là chặt chẽ, sẽ không để xảy ra bất cứ điều gì đối với những cái cây mang đến triển lãm ở cái khu vực này. Theo mình nghĩ là công tác bảo đảm an ninh vậy là rất là tốt, vì những cái cây mang đến đây là những cây mang tính giá trị cao,
và đầy tính nghệ thuật, nên là khi xảy ra mất an toàn thì nó sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến anh em chơi cây, và nó mang một cái tiếng rất là xấu. Nên là khách tham quan kể cả là phải chấp hành nghiêm những nguyên tắc của ban tổ chức về đến đối với lại tham quan, rồi chúng ta không nên chạm vào hiện vật, nên bảo vệ chúng ta chỉ ngắm thôi, đừng có chạm vào bất cứ hiện vật ở đây, ảnh hưởng rất nhiều đến việc mang cây đến trưng bày, làm cho các nhà vườn cũng rất là lo. Nhưng mà đối với đây các bạn này, cam lắp đấy, các vị trí góc đều lắp cam rất là cẩn thận, nên là rất là yên tâm về công tác an ninh. Mình xin dừng video ở đây để chuyển sang video khác, mời các bạn tiếp tục theo dõi trên kênh của Phương để được ngắm những tác phẩm đẹp các bạn nhé.